Kể từ đầu năm nay, thị trường ô tô Việt Nam khá trầm lắng vì ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khiến người dân thắt chặt chi tiêu. Hiện nay, thị trường ô tô lại bước vào tháng 7 âm lịch nên càng ảm đạm. Để đối phó với tháng Ngâu, các đại lý tiếp tục tung ra những chương trình khuyến mại sâu hơn. Đại lý MG là một ví dụ điển hình. Hiện một đại lý MG ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đang ưu đãi đến 125 triệu, bao gồm tiền mặt và phụ kiện, cho khách hàng mua mẫu xe MG5. Nhờ đó, giá lăn bánh của mẫu xe đen hạng C này chỉ còn hơn 400 triệu. Trong khi đó, một đại lý MG ở khu vực Hà Nội lại chạy chương trình giảm 120 triệu cho MG5. Một số đại lý khác có mức khuyến mại thấp hơn, khoảng 85 triệu. Với những ai không ngại mua xe vào tháng ngâu, thì đây quả thực là thời điểm thích hợp để sở hữu MG5 với giá hời. Đây không phải là lần đầu tiên mẫu xe đen hạng C này được khuyến mại lên đến cả trăm triệu đồng. Vào hồi tháng 7, xe cũng được các đại lý ưu đãi tới 100 triệu. Hiện MG5 tại Việt Nam có hai phiên bản là STD và Lux với giá bán lần lượt là 523 triệu và 588 triệu. Với mức ưu đãi tại các đại lý, MG5 là mẫu sedan hạng C rẻ nhất tại thị trường Việt Nam. Không chỉ rẻ, MG5 còn cạnh tranh với những đối thủ Hàn, Nhật bằng thiết kế trẻ trung, thể thao, màu sắc thời trang và nhiều trang bị. Theo đó, xe sở hữu những trang bị nổi bật như đèn pha LED tự động bật tắt, đèn hậu LED, ống xả kép giả lập thể thao và mâm hợp kim 17 in. Bên trong xe, mẫu xe đen cỡ C này sở hữu vô lăng tích hợp phím chức năng, ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng với thiết kế ôm người lái, cửa sổ trời, màn hình cảm ứng trung tâm 10 in, hỗ trợ Apple CarPlay Android Auto, điều hòa tự động và hệ thống lọc bụi mịn. Chưa hết, MG5 còn có nhiều tính năng an toàn như camera 360 độ hiển thị 3D, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống ổn định thân xe điện tử, kiểm soát độ bám đường, kiểm soát vào cua cảnh báo áp suất lốp, chức năng làm khô đĩa phanh, cảnh báo phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và cảnh báo va chạm phía sau. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe đen hạng C này là động cơ 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít sản sinh công suất tối đa 112 mã lực kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số. Kể từ đầu tháng 7, các mẫu xe MG tại Việt Nam đã đổi nhà phân phối. Theo đó, công ty SMV chịu trách nhiệm phân phối xe MG thay cho Tan Trong. Là công ty con trực thuộc tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải Sa X, SMV đã ra mắt Việt Nam vào ngày 12 tháng 6 vừa qua. Theo ông Thắng, giám đốc kinh doanh và marketing SMV, sau khi đổi nhà phân phối, 90% đại lý MG vẫn tiếp tục hoạt động. Các đại lý còn lại để có thể tiếp tục phân phối xe MG thì cần đáp ứng thêm một số yêu cầu về kinh doanh và xưởng dịch vụ.